Kính chào quý vị và các bạn. Hồng Nhung rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày trên kênh của chúng tôi. Thiên đường gái gọi phát triển một cách chóng mặt, không chỉ xuất hiện qua môi giới là các tú ông mà còn phát triển mạnh trên các web hay là trên các ứng dụng hẹn hò. Thời điểm đó, các khách hàng chỉ việc ngồi ở bất cứ đâu để mà chọn lựa. Chính vì cái sự tiện lợi như vậy mà số lượng gái gọi trên mạng xã hội tăng lên một cách đột biến. Điều này càng khiến cho lực lượng chức năng rất là khó trong việc truy quét. Không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu, ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện của ngày hôm nay. Khi những gái ngoan hàng kiểm định bắt đầu vơi dần độ hot, tracker kẻ mua dâm bắt đầu tìm những thứ độc lạ hơn. Thay vì tìm những gái mại dâm xếp hàng ở các tụ điểm, gái gọi chống vã hay những em hàng nhẵn mặt khách làng chơi, thì nay những tracker bắt đầu tìm đến đối tượng mới được cộp mác sinh viên. Cũng chính vì để đáp ứng nhu cầu mới, các bố mì, quản lý cũng dần dần thay đổi. Các em hàng cũng được tân trang, đồng thời tìm thêm đến các mối mới từ khắp các tỉnh lẻ. Khi các em lần đầu được lên sóng, sẽ kèm theo danh xưng là sinh viên các trường đại học. Không cần biết là em đó học hệ gì, cấp gì, cứ sinh viên là được giá. Khác với các kiểu độ hàng bằng Photoshop, gái gọi được các bố mì khéo léo tân trang bằng việc cho nông dân hóa. Gái gọi cộp mác sinh viên phải xa rời những bộ váy thiếu vải, những loại nước hoa rẻ tiền hay tóc kiểu đầu xanh đầu đỏ, mà thay vào đó là tóc ngố, quần áo quê và kỹ năng phục vụ theo kiểu bảo gì nghe nấy. Chính việc độ gái kiểu này mà Long Bê cũng như Thành Bò một thời phải chạy loang quang thuyết phục và tìm kiếm những em hàng mới. Thậm chí họ phải điều hàng từ Sơn La, Phú Thọ về Tân Trang. Tuy nhiên điều chúng tôi thắc mắc là gái gọi sống trong môi trường quá quen với bỗ bã. Việc lộ hàng sinh viên giả rất dễ xảy ra. Long Bê phân bua, tất nhiên là món đó thì tụi bố mì biết. Khi khoác lên mình áo trí thức thì nó phải khác chứ. Gái đi tiếp khách nhiều, đủ các loại người, từ ông thạc sĩ, ông tiến sĩ đến thằng vẽ mực xăm trổ đầy người. Chúng nó biết phải làm gì chứ. Thêm vào đó, đội gái gọi sinh viên thì đồng thời phụ thuộc vào độ chém gió của bố mì về em hàng đó. Gái gọi thấy đội giá mà biết cách tự làm hàng với khách. Cũng chính vì nhu cầu gái gọi đóng mác sinh viên lên cao, nên các diễn đàn cũng đua nhau mở thêm các mục gái gọi sinh viên để đáp ứng mọi nhu cầu. Những em hàng trong mục này được giấu tung tích rất kỹ để tracker cần có điều kiện nhất định. Và tất nhiên không phải em nào muốn vào là được. Long Bê phân tích, một gái gọi bình thường sẽ kiếm được khoảng 11 đến 12 triệu đồng một tháng. Nhưng nếu cốp thêm mác gái gọi sinh viên, vừa đỡ tốn chi phí son phấn, lại được tăng giá, nên có cô thu nhập có thể lên tới vài chục triệu đồng. Nếu tinh danh, có mối quan hệ tốt với các má mỉ, nhà nghỉ, mỗi lần khách đến chỉ cần chim lợn một vài câu là kiếm ổn. Bên cạnh đó, gái gọi sinh viên kín đáo hơn nhiều, không phải vắt óc nghĩ những lời chém gió. Ngược lại bố mì cũng tỏ ra bí hiểm một chút khi mà chỉ giới thiệu hàng ngon cho khách ruột. Những khách không chỉ nhiều tiền, mà cũng cần sự quen biết mối lái kỹ càng mới có thể gọi được. Khi đến với khách, những kỹ năng như rơi thẻ sinh viên, bút sách đựng trong túi trang điểm lại trở thành vật hộ thân cho các cô gái gọi này. Gái gọi sinh viên luôn mang lại những giá trị rất lớn cho kẻ sử dụng mác sinh viên. Bên cạnh những chiêu trò làm giá, tự nâng giá trị bản thân, các cô gái cũng rất nhạy cảm với thị trường khi tự hình thành những nhánh nhỏ để đi tiếp khách. Việc này là một xu hướng tất yếu bởi nhiều khách không tin tưởng điều hàng từ bố mì bằng việc giao dịch trực tiếp với các em út. Để minh chứng cho điều này, trong vai người có nhu cầu tiếp khách, Long Bê giới thiệu cho chúng tôi em hàng ruột với nickname Vân Em. Tuy nhiên, khi Long Bê giới thiệu mặt hàng qua Facebook, anh bạn chúng tôi nhanh chóng nhận ra cô nàng này vốn có nickname Hà Vi, thường xuất hiện trên các diễn đàn như Thiên XXX, Gọi Hàng, Tracker Việt. Giá đi khách của cô nàng này khoảng 500.000 đồng cho một cuộc tàu nhanh. Tuy nhiên, anh bạn này cũng vô cùng khôn khéo khi không nói với Long Bê. Điện thoại với Vân Em, Vân Em cho biết cô là sinh viên trường đại học TM. Nếu chúng tôi muốn, Vân Em có thể giới thiệu bạn cùng lớp cho chúng tôi và giá mỗi lượt đi khách là 1,5 triệu đồng một người. Để đảm bảo là sinh viên xịn, Vân Em cho biết các em sẵn sàng cho chúng tôi xem thẻ sinh viên.
Chiêu trò tự nâng giá và cụp mác sinh viên của Vân Em ngay sau đó bị bóc mẽ bằng một report thông báo trên những diễn đàn gái gọi. Cô nàng này sau đó đã thông báo nghỉ làm một thời gian. Đem chuyện của Long Bê kể cho Thành Bò nghe. Hắn chỉ cười và nói, đấy là câu chuyện rất thường ngày ở huyện. Việc các em càng ngày càng khôn ra, tự kiếm thêm là chuyện rất bình thường trong thời buổi công nghệ và quan hệ mạnh như hiện nay. Các em hàng biết cách giữ mối và nâng giá theo cách của mình. Tất cả cũng chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu của các checker. Khi khách hàng nghĩ ra trò gì để tỏ ra mình sành điệu trong việc hám của lạ, thì gái mại dâm cũng ngay lập tức tìm cách đáp ứng. Có cung thì ắt có cầu thôi, Thành Bò kết luận xanh dởn. Cũng theo Long Bê, thì sinh viên có giá bởi có cái vỏ trí thức bề ngoài. Việc đưa các em hàng này gia nhập đường dây không hẳn là do các bố mì hay quản lý, mà chủ yếu là do các em tự đưa mình vào. Một số sinh viên xa gia đình, cuộc sống thành thị cùng với đó là sự đua đòi theo bạn xấu, nên tự đưa mình vào các đường dây bán dâm rất nhanh. Giá đi khách của các em lúc nào cũng cao ngất, tiền bạc làm các em lóa mắt. Khách thì nhu cầu lúc nào cũng đa dạng, nên sinh viên biết tự tân trang, tự sáng tạo ra dịch vụ để kiếm thôi. Quản lý như bọn em cũng không thể bắt các em vào được nếu các em không muốn. Nhiều em khi đi làm rồi tự tách ra mời thêm bạn bè để đi khách cũng chẳng hiếm, Long Bê nói. Việc sinh viên tự thành lập các nhóm bán dâm nhỏ lẻ khiến cho các đường dây cứ thế sinh ra, tồn tại vô cùng kín đáo và rất khó bị phát hiện, Long Bê phân tích. Tuy nhiên, Long Bê cũng viện ra trường hợp của em Nhi Nhi, một nhân viên của Thành Bò. Sau khi Thành Bò nhập kho, Nhi Nhi tự tách ra và cũng theo chân của Thành Bò vào trại sớm. Quả thật, trong quá trình tìm hiểu ngồi tại quán nước trong ngõ 204, TGH chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, nhà nghỉ TL ở đây đã đón không dưới 10 lượt khách ra vào. Lượng khách lượn đến chốn thanh lâu này càng được dịp đông đúc hơn vào cuối tuần, những ngày trời nắng nóng. Theo Như Ngọc, bản thân cô đã có thời gian làm việc đặt đủ lượng khách quen. Nhiều khi một mình không đủ đáp ứng cũng nghĩ ngay đến việc kéo thêm chị em vào làm cho khỏe, tránh bị bố mì bảo kê hút máu. Tuy nhiên Ngọc bảo cô có kế hoạch khác nên không tự mình đứng ra thiết lập đường dây riêng. Trước đó ngày 28 tháng 3 năm 2015, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm đã bắt gái gọi kiêm má mì Hà Yến Nhi, sinh năm 1991, trú tại Than Uyên, Lai Châu, cựu sinh viên một trường cao đẳng trên địa bàn Hà Nội. Yến Nhi vừa là gái bán dâm, vừa điều hành thêm đường dây gái gọi gồm một số sinh viên khác cùng trường. Ngày 6 tháng 5 năm 2015, Công an quận Nam Từ Liêm đã bắt gọn Nguyễn Thị Thắm, 23 tuổi, trú tại Lâm Giang, Văn Yên, Yên Bái, điều hành đường dây gái gọi sinh viên. Đáng chú ý, trong đường dây của Thắm có cả thạc sĩ tương lai. Giá đi khách của các gái bán dâm trong đường dây này lên đến 1,5 đến 2 triệu đồng một lượt. Thưa quý vị, sau khi nghe xong câu chuyện trên thì quý vị có suy nghĩ như thế nào? Hãy bình luận phía bên dưới để cho Hồng Nhung cũng như ekip được biết nhé. Đến đây, phát sóng của chương trình cũng đã kết thúc rồi. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Và xin được hẹn gặp lại quý vị trong các số phát sóng tiếp theo.